ai về thăm quê hương tôi nơi biên cương là đây, có rừng cây thiên nhiên xanh biếc một màu, đây Hà Giang, đây Hà Giang quê chúng tôi. Gỗ vùng cao về xuôi xây đời mới, thắm tình giữa miền xuôi với miền ngược, có ai về khơi thêm muôn hàng, mời lên thăm đây Hà Giang. Ôi đẹp sao đây vùng cao quê tôi đang đổi mới, ngày qua vùng cao đem tới miền xuôi, đây trẻ quê tôi vui những ai hẹn hò. Hà Giang mến yêu ơi, Hà Giang mến yêu ơi. Chỉ định một người trong thành viên trong đoàn mình hát tặng. Là ai hát tặng bà này? Ông hát. Cho chị Tuyên hát đây. Ông hát bài ông lại hát bài người nào? Đây là cô gái sầm nưa. Chuẩn. Bài đấy chuẩn. Hát đây. Chú ơi, chú hát đi ạ. Đoàn quay lại đây để cổ vũ đồng chí Hà Văn Dương, chủ tịch thị xã. Chịu khó khăn là mà nuôi chiến sĩ, người diệt thù vì dân chưa về. Hồ lên, rồi mai đây đất nước thống nhất hết bom thù, anh lại về bên em. Đứng gần. Ồ, không đẹp, anh với em ra đây cùng chèo, tay nắm bông nhịp ngang, ôi nhịp ngang, anh đã nhìn thấy em cười rồi, anh đã nhìn thấy em cười thế, ôi điều cười sao xin thế, là biết dòng người. Cô em sầm nữa mà nhớ thương anh, như tao về ghép nhạc đợi chờ anh em nhé, người đẹp ơi anh về. Rồi, xin cảm ơn nhé. Tú.